có phải là yêu hay không, tại sao lòng anh lại tên hỏi. Đó có phải một mơ khi hai mình mong về lâu đài. Đó là lời anh ước về tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Cơn mơ nhẹ nhàng chẳng bỏ qua tay, mà yêu thương nào đâu hay.